điều Phật nói bằng trí tuệ của Phật, nhìn thấy cái pháp giới mình không hiểu mà mình lại coi thường. Vừa rồi trên báo có cái câu chuyện này, xôn xao ở dưới chỗ Thoại Sơn An Giang, có cái gia đình những người trong thờ hồ cũng nghèo, ba là năm 87 tuổi mất được 6 năm. Cái đêm hôm đó nằm mơ thấy ba mới về, nói là ba đầu thai con cái bầy heo của nhà bà đó, nói đúng tên, nói con heo đã hình dáng như thế, con tới đem ba về, nếu con tới ba nhảy lên ba mừng liền. Thì cứ báo liên tiếp mà ông bắt đi làm, ông không rảnh, thì ngày nào không có đi làm phải đói với lại công trình của người ta bắt phải làm. Cái rồi thấy ông nói cho vợ, vợ không tin, rồi cái bà vợ lại thấy ông già về báo mộng, tức là con dâu cũng thấy luôn. Thế là buổi sáng con dâu chiều ông nội, con chồng đi làm, con dâu đi tìm lại đúng cái nhà đó, vừa vô là con heo nó chồm lên nó mừng liền. Thế con được con dâu mượn tiền mua con heo đó, nó được 30 kg đi về. Về rồi cái ở ngoài sân không dám vô nhà, cái người con trai đi thắp nhang khấn cửu huyền thất tổ gì đó, xong rồi con heo mới vô nhà. Người ta tới coi đông quá, người ta đồ người ta tới coi, thì cái người con trai nói ba à, tới ba ra chào ta đi. Là con heo chạy ra dúi một chân từng người từng người, mà nói tiếng người thì biết nghe hết, nhưng mà cho ăn cám không ăn, cho ăn bánh ăn, cho nước trà thì uống, thì là như người. Trong giấc mơ ông nói là đem ba về cúng cho ba 3 ngày xong giết ba đi để ba hóa kiếp. Nhưng mà nói trời, ba tôi làm sao tôi giết được, mà người ta cứ kéo tới đông quá, cái chính quyền mà tới yêu cầu đem đi, thế ông đem cất giấu nghe đâu khác, mình không biết câu chuyện cái đó. Báo có đăng như vậy, thì đọc cái đó rồi ta thấy cái con heo mà báo mộng được, tức là con heo cũng còn một chút linh giác. Chứ rất nhiều con heo mê muội chỉ biết làm heo thôi, rồi ta nuôi lớn ta giết mất thôi. Còn cái ông già này ông tuy đọa làm heo mà còn một cái phước lành nào đó khiến ông còn cái linh giác mà quay về báo mộng. Thì nhưng mà qua câu chuyện đó, nghĩa là ông sẩy chân cái ông đọa làm heo mất, không biết cái nghiệp gì, như là ta không có biết cả cuộc đời của ông đã làm những điều gì mà để ông bị đọa làm heo, mà ta cũng không biết ông còn chút thiện nghiệp gì mà để còn được cái linh giác về báo mộng cho con mình, cho con dâu mình. Nhưng mà qua câu chuyện đó ta hiểu rằng là được là người là quý, cho nên mỗi lần được làm người mà có người khi được làm người rồi đem nướng cuộc đời của mình trong tội lỗi và lạc thú. Rất ít người có được thân người này rồi đem tưới tắm cuộc đời mình trong đạo đức, trong thiện pháp, trong tâm linh để vượt lên. Rất hiếm như vậy. Chúng ta là những người may mắn, chúng ta là những người may mắn mà mình được thân làm người rồi cuối cùng có cơ hội được gặp Phật pháp, là biết tưới tắm cuộc đời mình trong đạo pháp, trong cao thượng, trong thanh lương, trong thiện pháp. Đây là điều rất là may mắn. Chứ vì là ai cũng có một cái sinh nhật, ai cũng có một cái cuộc đời, nhưng mà ta nhìn lại xem bao nhiêu năm tháng qua ta đem cái cuộc đời mình đi về đâu, nướng nó trong lạc thú tầm thường, trong tội lỗi vô lương, hay là ta biết đem cái cuộc đời này đem hiến mình cho cái điều cao thượng. Đây là cái điều mà chúng ta phải ray rứt, phải trăn trở. Và có người cũng không có rõ ràng giữa điều thiện và điều ác, cứ thả trôi, khi thì ác, khi thì thiện, trôi tới đâu nó trôi, giống như cái ông già đọa làm heo. Có điều là bất thiện và có điều thiện, nên nó lững lơ như vậy, rất là đáng thương. Và chúng ta nhiều người cũng bị như vậy, cũng lững lơ giữa thiện và ác như vậy, rất là đáng thương. Nên khi mà ta hiểu Phật pháp rồi, hiểu rằng mỗi một lần được sinh ra trên cuộc đời này là một lần vô cùng quý giá, ta nguyện đem cái cuộc đời này vun đắp nó trở thành cái điều tốt đẹp dần lên cho những kiếp sau. Cứ mỗi kiếp là một lần tốt hơn, cứ mỗi kiếp là một lần tốt hơn. Trong một kiếp thì không thể hoàn toàn tốt được, nhưng cứ mỗi kiếp như vậy là cứ một lần tốt hơn. Đến chi? Để rồi cái đến kiếp nào đó ta bắt buộc phải làm thánh, không thể làm người được nữa. Vì làm người đau khổ quá, làm người đau khổ quá. Tất cả những hơn thua, rồi những cái no đói của cuộc sống, những thương ghét của cuộc đời của mọi người chung quanh, bao nhiêu sự ràng buộc đều đè
coi như là đè ép ta, giằng xé ta, hành hạ ta, không đáng gì cả. Nên mỗi người rồi đều phải làm thánh, nhưng mà không phải trong một kiếp mà làm thánh được. Cứ mỗi một kiếp ta sống đúng, ta sống tốt thì kiếp sau cứ lại tốt hơn, lại tốt hơn nữa. Nhưng chỉ có một điều là rất nhiều lần ta lên rồi là ta lại rơi xuống. Cái gì đã đưa ta lên, cái gì lại hất ta xuống, đó là cái ta, do ta không thông suốt được đạo lý. Đôi khi ta nhận được đạo lý cao đẹp, ta sống tốt được một đời, đấy là ta vượt lên. Khi lên rồi ta không biết nuôi dưỡng, trong đó ta có cái kiêu mạn, có cái chấp công, cái ta rớt xuống trở lại. Mình cứ lên xuống rất phí, rất là phí. Nhưng vì vậy ta cố gắng tu làm sao đi được đúng hướng, lên dần, không rơi xuống lại. Đó là cái mà sư phụ ưu tư. Chính sư phụ cũng vậy, đã từng trôi lăn rất là nhiều, từng lần lên, đã từng xuống, đã từng lần ở trên cõi trời, rồi lại rơi xuống cõi người, lặn lội ở nơi này, lang thang nơi kia, cũng hết sức là vất vả. Cái chìa khóa của nó nằm ở đâu? Nằm ở cái đạo lý, nằm ở cái mức độ như vì cái chỗ nào kẽ hở đạo lý nào mà ta còn bị sơ hở, mà cứ làm ta đưa lên rồi rơi xuống, đưa lên rơi xuống, thật là vất vả. Cho nên là ngày hôm nay ta ở dưới mái chùa tắm trong cái hào quang của Phật, ta cố gắng đi theo con đường mà Phật đã dạy, để cho từng bước ta đi tới, từng bước ta đi tới là mỗi một bước tiến lên và quyết không lui lại. Và cái quyết không lui lại không phải là do ý chí của mình, không phải là do cái quyết, cái muốn mà được, mà do đi đúng đường, đi đúng con đường. Cái đúng con đường đó là cái công đức không bao giờ cạn. Công đức cứ mỗi ngày một vun đắp lên nhiều hơn và đừng kiêu mạn, đừng chấp. Vì có bao nhiêu điều làm cho ta tổn phước, nhưng trong đó có một điều nội sinh tự ta làm ta mất phước hết, chính là cái kiêu mạn, cái khoe khoang, chính cái đó làm ta tan vỡ hết công đức lành. Nên vì vậy mà sư phụ có thường nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều bài giảng là đừng chấp công, làm được rất nhiều coi như hư vô, đừng bao giờ kiêu mạn khoe khoang. Dù mình có cái điểm gì nổi bật, lúc nào cũng thấy mình như cỏ, như rác, sống trang hòa tan vỡ với tất cả mọi người, và đó chính là. Thì cái cuộc đời của mình nó quý như vậy. Nên sư phụ mong rằng khi ta có cái duyên ngồi đây với nhau thì mãi mãi đừng chia lìa, mãi mãi đừng xa nhau, tức là cũng gắn bó với nhau trong cái hào quang của chánh pháp. Đây là thầy, bây giờ thầy nói với những người đệ tử xuất gia của thầy. Mỗi khi thầy quy tắc cho tụi con, thì đều gửi vào tụi con niềm hy vọng lớn. Có những người thầy hy vọng tụi con sẽ vượt khỏi thầy xong, con sẽ giỏi hơn thầy. Có những người thầy biết tụi con không thể giỏi hơn thầy, nhưng mà dù giỏi hơn thầy hoặc là dù kém hơn thầy thì tụi con đều sẽ trở thành những người mà hết sức là lợi ích cho chúng sinh, là những người mà đóng góp vào trong cái ngôi nhà Phật pháp, dù đứng ở góc độ này, dù đứng ở góc độ kia, mỗi người tụi con thì đều gửi vào đó một cái hy vọng. Mà lúc nào thì cũng mong rằng là tụi con từng ngày vượt qua nỗi lòng để biết đạo. Vì tu là gì? Tu là vượt qua từng lỗi để tiến đạo. Chứ tu không phải là cái gì mà kỳ bí cao siêu. Có những người mà thầy rầy, thầy nói thế này, thầy đã ghi trong Thanh Quy là người có trí là người thấy được lỗi mình. Ngày nào tụi con thấy được lỗi của mình, ngày đó tụi con có tu. Còn ngày nào mà tụi con không thấy được lỗi mình, ngày đó coi như tụi con không tu. Mà có những người mà thầy rầy mà cũng không thấy lỗi thì người đó chắc chắn bỏ chùa, rời chùa mà đi, vì thầy rầy không thấy lỗi. Còn cái người mà thấy lỗi là cái người tiến lên từ từ và sống trong hạnh phúc. Mình cứ tưởng là hãy mình thấy lỗi là mình mắc cỡ, không. Tụi con mà càng thấy lỗi, tụi con càng hạnh phúc.
Vì nó tại vì sao? Vì thầy cũng vậy. Suốt cuộc đời tu của thầy cũng chỉ là thấy lỗi. Từ cái ngày mà còn cư sĩ biết đạo, bắt đầu phát hiện ra cả một quá khứ mình đầy lỗi. Thế rồi thầy than với mẹ thầy cũng vậy. Thầy nói con biết đạo rồi, sao con nhìn lại con thấy lỗi lầm nhiều quá. Thì mẹ thầy cũng chẳng thấy gì. Nó ủa nào đâu thấy lỗi gì đâu. Thấy thanh niên trong xóm sống đàng hoàng thấy lỗi. Nhưng mà hiểu đạo rồi mới thấy nó. Mới thấy là cái thâm thẳm chiều sâu của những lỗi lầm. Đến khi mà thầy vào chùa rồi, thầy mới nói với các thầy, thầy bắt được kiền thì là nguyên rồi đó. Con đến giờ phút này con biết đạo, con được vào đây rồi, con nhìn lại quá khứ của mình con thấy con lỗi nhiều quá. Thế lúc mà thầy nhận thiền mới nói câu này, tu đi rồi nữa thấy lỗi nữa. Nói một câu rất cực kỳ kinh nghiệm. Cái người tu là vậy, là đúng như vậy. Cứ càng tu tới chừng nào thì càng thấy lỗi ra, cứ càng tu tới thì càng thấy lỗi. Và đến ngày hôm nay như thầy đứng ở vị trí ở đây, thầy làm thầy con, thầy làm thầy có bao nhiêu là Phật tử mà tưởng thầy là ngon lành hết lỗi không, thầy lại tiếp tục thấy lỗi của mình. Bao nhiêu cái lỗi nó còn ẩn chứa, còn vi tế, nó chập trùng, thầy mới biết một điều là tu tức là cả một quá trình thấy lỗi. Nhưng mà cái lỗi nó càng lúc nó càng tinh vi, càng hệ thống. Mà có những lỗi nói không được, tại vì cái người nghe chưa tới trình độ đó. Khi mà cái người mà tới trình độ đó thì thầy mới nói cái lỗi đó ra. Mà nói tại sao thầy thuyết pháp được, chỉ bởi vì thầy chân thành thấy lỗi mình mà biến thành vô số bài pháp thôi. Chứ không phải là thầy ráng học, không phải là thầy ráng lấy bằng cấp, không phải là thầy ráng phải đọc sách nhiều, phải làm cái gì mà thuộc về hình thức đó. Thầy chỉ chân thành thấy lỗi đó. Nó vậy đó mà thành vô số những bài pháp mà lay động được lòng người. Thì tụi con cũng vậy, tụi con cứ hán cho thầy là cứ thấy lỗi thôi, cứ tìm được lỗi mình từng ngày, cứ thấy lỗi từng ngày, thấy lỗi vậy chứ mà sau này tụi con làm thầy được thiên hạ. Còn mà mình không thấy lỗi mình thì tụi con tuột xuống liền, bắt đầu trở thành những phàm phu tục tử và tầm thường, càng lúc càng tầm thường. Và nếu mà khăng khăng không chịu nhìn lỗi mình, chắc chắn đó là phú vật rồi. Chìa khóa chỉ nằm đó thôi, chìa khóa chỉ là thấy lỗi. Nhưng mà cứ càng tu thì cái lỗi càng lúc nó càng tinh vi dần, càng tinh vi dần. Nhưng mà phải thấy cho ra. Mà thấy được lỗi rồi thì đó là hạnh phúc. Chúng ta thường hay có cái tật là che cái lỗi mình lại, vì sợ là ai biết lỗi mình thì mình xấu hổ. Cho nên thường hay che lỗi, rồi thường không nhận lỗi, hay là thường bao biện. Nhưng mà thực sự là khi mà ta thấy lỗi mình, từng bước ta tiến lên, có khi nhờ người khác nói thì hơi đau một chút. Hoặc khi thầy mình rầy thì cũng hơi buồn chút. Hoặc là huynh đệ góp ý mình thì hơi đau một chút. Hoặc là có khi mình tự thấy lỗi mình. Nhưng mà khi thấy được lỗi rồi, phía sau nó là hạnh phúc. Những cái này như vậy. Và cuộc đời tu cũng chỉ là như vậy. Mà bây giờ vậy, thầy tu cũng chỉ là thấy lỗi mình thôi. Và tuy nhiên là thầy chưa phải là thánh, thầy chưa phải là Phật, và thầy vẫn trên cái con đường để tu, thầy vẫn phải cố gắng tu từng ngày từng ngày. Thì trên cái con đường cố gắng đó, thì chia sẻ được đạo lý với được mọi người, và cũng may mắn là được nhiều người đón nhận. Thì cái hạnh phúc lớn của thầy là như vậy. Cái hạnh phúc lớn của thầy là kể ra thầy sống không uổng kiếp người, là ở chỗ là những điều thầy nói ra được nhiều người đón nhận là một cái may mắn. Mà cái may mắn đó đến từ đâu? Đến từ cái việc mà thầy cố gắng thấy lỗi mình và cố gắng tu tập không ngừng nghỉ. Tức là cứ từng ngày cứ phải cố gắng, từng ngày cố gắng. Vì thầy chưa phải là bậc đắc đạo, nhưng mà những điều thầy nói ra nó có chứa đựng cái lẽ phải gì đó mà được nhiều người đón nhận. Thì ở đây trong cái những điều mà thầy chia sẻ với mọi người, nó gửi gắm trong đó có một cái niềm tin và hy vọng ở chỗ là cái thầy trò cùng đi mà đi đúng đường thì tất cả chúng ta đều cùng hướng về cái thánh vị. Lần lượt rồi từng người sẽ chứng được đại quả khi đã đi đúng cái con đường. Đi sai thì đi hoài không tới, đi sai thì ta đã lạc lối. Cái mục tiêu phía trước chúng ta đã lạc từ bên phải hay bên trái, không bao giờ tới được quả thánh.
Nhưng nếu đi đúng, chắc chắn sẽ có ngày chứng được thánh quả. Mà thực sự trong suốt 20 năm mà thầy giáo hóa đã có nhiều người tu có kết quả lắm, trong thiền định, trong đạo đức, và có những người chứng được thánh quả, thực sự có những người chứng được tu đạo hành. Đó cũng là cái điều mà làm cho thầy vững tin hơn cái con đường mà thầy đã chia sẻ với mọi người. Trong cái con đường mà thầy chia sẻ với mọi người, có một điều mà thầy vui mừng nhất. Thực ra giáo lý nói thì nhiều, nhưng mà có một điều mà thầy vui mừng nhất là thầy nói được, thầy chia sẻ được là gì biết không? Là lòng tôn kính Phật. Chứ không cần nhiều, không có nhiều lắm đâu, chỉ lòng tôn kính Phật. Mà đây là điều thầy phát hiện một điều là ta bị khiến, rất nhiều người bị khiến điều này. Một bầu trời Phật giáo mênh mông quay về chứ rất nhiều người bị thiếu cái lòng tôn kính Phật, và đó cũng chính là lý do mà đạo Phật bị suy tàn. Cho nên khi mà tới lúc ta phải dừng lại Phật giáo, phát huy lại Phật pháp, tìm cách gieo rắc cái sự đắc đạo cho mọi người, gieo cái duyên chứng quả lại cho chúng sinh, thì ta lại bắt đầu lại từ cái tâm tôn kính Phật. Từ cái đó mở ra hết vô số những con đường khác, chứ không có gì lạ. Đây là điều mà thầy may mắn. Nói thì không thấy tầm thường. Ví dụ nói bây giờ mình theo Phật, tôn kính Phật, ủa điều đó có gì đâu mà hay, có gì đâu lạ. Từ ngàn xưa ai cũng biết chuyện đó, ai biết quy đi Phật, tôn kính Phật thì ai cũng biết. Nhưng mà rất ít ai đạt được cái tâm tôn kính Phật. Ai cũng biết mà rất ít ai đạt. Nên nơi cái giáo lý Phật quan của mình, đây thầy nói hơi riêng một chút, hơi có vẻ cá nhân một chút, là nơi cái giáo lý Phật quan của mình thì cái lòng tôn kính Phật được chú trọng rất triệt để. Nên những ai đi theo thầy, từ những người xuất gia đến tại gia, cứ phải vun bồi, phải trau dồi cái lòng tôn kính Phật. Tôn kính Phật tuyệt đối và tất cả tâm hồn mình, tất cả cuộc đời của mình. Thì như đó thôi, đó là khởi điểm của mọi sự tốt đẹp. Là như vậy. Thầy nói là nếu mà nói là thầy may mắn trong cuộc đời, chỉ vì may mắn điều đó thôi, chỉ vì may mắn điều đó là thầy đã phát hiện ra điều đó, thầy đã phát huy ra điều đó và được rất nhiều người đón nhận. Cho nên ở đây hôm nay ngồi đây với thầy, biết bao nhiêu là tấm lòng, bao nhiêu là trái tim để cùng đồng cảm với thầy ở chỗ cái đạo lý là ta phải tôn kính Phật tuyệt đối, có đúng không ạ? Đó là hạnh phúc của thầy, đó là hạnh phúc của thầy, mà cũng là hạnh phúc của mọi người. Mà khi thầy nói những điều này, ở trên trời chư thiên cũng đang hoan hỉ. Vì thầy đã nói đúng, chư thiên cũng đang hoan hỉ. Nên tất cả mọi người ngồi đây đều cũng được chư thiên gia hộ, bị đồng cảm với cái đạo lý này. Rồi dĩ nhiên là trên con đường đi thì vô số đạo lý nữa phải được mở ra, phải được huân tập, phải được hành trì. Nhưng mà phải có cái lòng tôn kính Phật là điểm xuất phát, là nền tảng cho tất cả. Mà đến nỗi thì chặn dò mọi người rằng nếu trên cuộc đời này ta mất hết thì ta chỉ cần giữ cái lòng tôn kính Phật để sống và để chết như vậy, ta chỉ nương tựa như vậy, ta nguyện lòng như vậy đó, mà lại sao mà lại Phật nâng bước ta lên, cuộc đời ta lại gì phải không mất gì hết, sẽ được tất cả. Đó là do Phật thương ta, Phật độ ta, mà vì ta tôn kính Phật. Phải Phật bản ngã đó. Bởi vì ta đã thắp được trong lòng mình một ánh sáng chân chính của đạo pháp. Vì cái niềm tôn kính đó, Phật là cái nhân để đắc đạo. Giống như hôm nay khi mà tụi con bày tỏ cái lòng thương kính thầy, thì thầy vui mừng không phải là vì thầy được thương kính, mà bởi vì tụi con có đạo đức. Tụi con có đạo đức nên một người đệ tử có đạo đức thì phải biết thương kính thầy mình. Mà nên thầy mừng là khi tụi con thương kính thầy, tức là tụi con là những người có đạo đức. Mà khi tụi con có đạo đức, sau này tụi con mới làm thầy được cho những đệ tử của mình. Cái nó là như vậy. Nên thầy mừng là mừng điều đó, chứ không phải thầy mừng vì thầy được thương kính đâu. Thầy không cần đâu, thầy không cần. Lúc nào thầy cũng nguyện lòng thấy mình chỉ là cát bụi hư vô. Thầy không cần mọi lời khen, mọi sự kính trọng, mọi danh dự.
Nhưng mà thì con làm thầy cảm động vì thầy thấy rằng con có đặt tức là những cái lòng thương kính thầy. Cũng giống như ngày xưa mà khi thầy ở với thầy của thầy, thật sự hôm nay thầy tâm sự, khi thầy ở với thầy của thầy, thầy không được thầy của thầy thương. Vì thầy bị giàn vai, thầy bị giàn vai, thầy không được thầy của thầy thương. Nhưng mà trong thẩm sâu tâm hồn của thầy, lúc nào thầy cũng yêu kính thầy của mình rất là. Có những giai đoạn mà có những người Phật tử lên đây nói này nói kia về bổn sư của thầy, ngăn lại thầy nói câu thế này, thầy nói dù thầy đã đi xa, thầy rời khỏi thầy của thầy của thầy rồi, nhưng mà nếu bây giờ hòa thượng kêu thầy về bảo thầy con chết đi, thầy chết liền không cần hỏi lý do tại sao. Cái lòng của thầy là vậy, cái lòng của mình đối với thầy mình trung thành với thầy, và thầy mình kêu về chú chết cho tôi, thầy chết liền, thầy không cần hỏi là tại sao con chết, không cần hỏi tiếng thứ hai, vâng lời đến như vậy, tuân thủ như vậy, lòng thầy lúc nào cũng như vậy. Mà chính vì thầy thấy là chính vì lòng thầy đối với thầy mình như vậy, cho nên thầy mới có thể mà thuyết thành những bài pháp được vì cái tấm lòng. Và bây giờ tụi con cũng vậy, thầy thấy trong mầm mống tụi con đang nối bước với thầy cái điều đó, tức là lòng thương kính đối với sư phụ của mình. Mà khi tụi con có cái lòng thương kính đó, tụi con sau này xứng đáng để làm thầy người khác, để dạy dỗ người khác được. Còn nếu mình chưa có cái lòng thương kính đối với thầy mình thì tụi con không xứng đáng làm thầy. Nhớ cái nhân quả nó là như vậy, nhân quả. Nên vì vậy thầy thường hay nói là có ba cái tình cảm cao quý của người xuất gia. Thứ nhất là gì? Lòng tôn kính Phật. Thứ hai là gì? Lòng thương kính sư phụ. Thứ ba là gì? Lòng yêu thương huynh đệ mình, phải không ạ? Tụi con là bao nhiêu cái góc trời về để ở với nhau trong một cái mái nhà này, từng ngày sống với nhau, tụng cùng một lời kệ kinh, cùng lễ Phật, cùng ngồi thiền, cùng ăn những bữa cơm, cùng chịu bao nhiêu điều vất vả, sương nắng, và những khó khăn, trở ngại của chùa, những niềm vui của chùa đều chia sẻ với nhau, thì từ từ biến thành cái tình cảm thiêng liêng, ruột thịt. Mà nó không phải là vì hoàn cảnh, vì sống lâu, mà vì ta cùng chung một cái lý tưởng, cùng chung một đạo lý, và cùng chung một cái hoài bão xây dựng Phật Pháp cho chúng sinh này, cho thế giới này. Chính cái chung hoài bão lý tưởng đó nó thành cái tình cảm keo sơn gắn bó yêu thương nhất. Thì rồi các Phật tử mình cũng vậy, mỗi người có một cái gia đình riêng, một cái góc trời riêng, nhưng mà nhớ giùm thầy điều này, cái gia đình thế tục, cái đời sống thế gian nó là biển khơi sóng gió tạt bờ, mái chùa mới là bến bờ, mới là nơi trở về. Ví dụ như là quý Phật tử về đây, chùa không đủ tiện nghi, mình đông quá, thầy không lo hết được, nhà ở tạm bợ, mọi cái điều nó không như nhà mình. Nhà mình có tiện nghi, có phòng, có ốc, có giường, có nệm, có đủ thứ hết. Nhưng mà sự thật, cái chỗ tiện nghi đó, nó lại là gì? Là bị khơi lên đây. Còn cái chùa mà nó đơn sơ, nghèo nàn thế này, lại mới chính là tổ ấm. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngày nào đó rồi quý Phật tử cũng phải xuất gia hết, ông kiếp này cũng là kiếp khác. Mà khi về đây, hồi nãy thầy vừa nói với quý thầy quý cô, xuất gia là yêu thương nhau, vì đó là cái đạo đức, đó là đạo lý, đó là lương tâm. Quý Phật tử về đây cũng vậy, cũng phải yêu thương nhau, nhìn nhau lạ, có người biết, có người mình không biết, nhưng đều phải chung một tấm lòng là yêu thương nhau. Buổi chiều vậy, khi mọi người ăn cơm thì bước ra ngoài để xem chút xíu, để xem chút xíu, mà để đánh giá là cái đạo đức Phật tử ngày hôm nay nhiều hơn một chút. Nhiều hơn một chút là sao? Là thì thấy cái người mà đứng chờ, đứng nhìn để đợi ăn cơm, cái số người đó giảm, giảm hơn những năm xưa. Nghĩa là sao? Nghĩa là có người này biết lo cho người kia. Mà rồi thầy phải đi, chính thầy phải đi, thầy đi nhìn mắt hết coi những người nào thấy người ta ăn cơm đông quá cái ngại. Thầy có nhiều người ngại lắm, thấy người ăn cơm đông quá mình đứng né né, đứng chờ, chờ lúc nào thưa thưa rồi tới ăn. Và thầy tới tận nơi thì kêu ăn cơm. Thì có một người nào đó lấy cái khay cứ đưa tận tay, khi mình cầm khay rồi thì mình hết ngại, thế mình xuống mình lấy cơm. Mà khi mà thầy còn đi xuống để kêu thì tức là đạo đức trong Phật tử mình vẫn còn hoàn hảo. Đến ngày nào mà những bữa cơm mà thầy đi xuống thì nhìn không còn sót một người nào đứng,
không còn người nào chưa ăn hết, tức là đạo đức của Phật tử mình mới tương đối là trọn vẹn. Vì người này biết lo cho người kia, mình ăn khay cơm này nhưng mà còn nhìn những người khác, ai chưa ăn là mình lo cho người ta. Và đó là gì? Đó là tình huynh đệ đại đồng mười phương trời về đây sống trong mái chùa yêu thương, sống trong tình yêu thương của huynh đệ với nhau. Nhưng hôm nay đã tiến bộ nhiều thì thấy cái người mà không ăn ít chứ không có nhiều. Thế nhưng năm xưa thì thấy nhiều đứng chưa ăn lắm, nhưng năm hôm nay nhiều hơn. Nhưng mà tới thành đạo ít hơn cái tụ lại, còn đợi tới thành đạo thì chấm điểm lại một lần nữa. Sao? Tức là mọi người biết lo cho nhau hay không, biết lo cho nhau hay không. Và đó là điểm nhỏ là cái ăn thôi, còn nhiều thứ khác trong cuộc sống nữa. Mà nơi mấy chùa là nơi yêu thương, nơi đạo lý, nơi mà để ta thực hành cái đạo lý yêu thương của Phật rất là dễ. Rồi khi ta rời khỏi chùa về nhà, bắt đầu là mới là cái sự thực hành thực sự. Nơi những người không biết đạo, hơn thua, thủ đoạn, tranh đua đủ thứ hết, mà ta vẫn phải thực hành cái đạo lý yêu thương của Phật dạy, thì lúc đó mới thực sự là ta là con của Phật, mới đem được đạo lý trang trải trong cuộc đời này. Còn vô chùa có vẻ chứ nó vẫn dễ nha. Nhưng mà nơi chùa là cái nơi mà hạnh phúc, cái nơi yêu thương, nơi để sư phụ đánh giá. Chùa ở nhà mình sư phụ biết, nhưng mà nơi chùa để sư phụ nhìn một chút nữa. Thôi thì dù sao sư phụ rất là cảm ơn. Thứ nhất là sư phụ cảm ơn những người nào đó đã bày đầu, đã quậy, dở trò mà tổ chức cái sinh nhật này nha, thì cảm ơn. Và thứ hai thì cũng mong cho những người đó lát đi người nhé, tại vì đây phạm vào điều cấm của thầy. Nhưng dù sao nữa thì hôm nay thôi thì kỷ niệm ngày sinh của thầy. Ngày sinh của thầy có cái gì đặc biệt? Đó là ngày là sự ra đời của một con người cũng như bao nhiêu con người. Đó là sự xuất hiện của một hạt bụi như vô số những hạt bụi. Đó cũng chỉ là một cọng cỏ, cọng rác, bao nhiêu cái cọng cỏ bên đường không có gì đặc biệt. Và cái cọng cỏ đó nó phất phơ theo gió, nó xinh hơn được một chút xíu chỉ bởi vì sao? Chỉ bởi vì nó biết cúi đầu để yêu thương. Thì cảm ơn tất cả mọi người, chúc cho mọi người ở đây thôi thì dù sao đó là một ngày gặp nhau để mà yêu thương nhau. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.